Chào các bạn, trước mắt các bạn là bộ đôi RBL A820 và Amly Sansui model 4000. Và hôm nay mình sẽ giúp ghép cho các bạn nghe thử bộ đôi này cảm nhận chất âm như thế nào. Và tất nhiên nếu các bạn nào có nhu cầu thì có thể sở hữu bộ đôi này và liên hệ mình để có mức giá tốt nhất. Amly có mức giá 9 triệu và đôi loa có mức giá là 8,2 triệu. Nên xin sơ lược một chút về cái thông tin chi tiết những đôi này. Đây là bộ đôi này. RBL A820 là cặp loa dạng bút xe cỡ lớn của hãng, có chiều cao 50, chiều ngang là 27 và chiều sâu là 33. Thùng gỗ lạng Vagio rất là đẹp, chất liệu gỗ Vagio này nhìn nó rất là sang trọng. Bass 20 trép titanium, lỗ thông hơi nằm phía trước, công suất là 150W mỗi loa và độ nhạy 91 dB, 4 ohm. Amly Sansui 4000 là một dòng decibel cổ được sản xuất vào trước năm 1975, nó chạy sò sắt và tất nhiên receiver thì nó có khả năng bắt được radio rất là nét, rất là căng. Nó cũng ghép được khá là nhiều dòng loa, từ những dòng loa RBL, những dòng loa Pioneer Sansui hoặc là những dòng loa của châu Âu. Mình cũng đã ghép rất là nhiều trong những clip trước đó, các bạn có thể tham khảo lại. Và đây, bây giờ mình sẽ test nhạc vào cho các bạn nghe thử cùng cảm nhận chất âm. Thank you.
Điều tốt lành. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.